Trước hết, thầy, tất cả chúng ta đang ngồi trong đại hùng bửu điện, thì ngồi trong đại hùng bửu điện tức là có chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Long Thần Hộ Pháp gia hộ cho quý vị cũng như cho chính bản thân thầy. Thì hôm nay với tư cách là người tu sĩ là trụ trì ngôi Già Lam tỉnh Bắc Thanh Nguyên này, thầy gửi đến toàn thể quý vị trong hội một lời tri ân. Tại sao thầy nói tri ân? Tại vì chúng ta gặp nhau trên cuộc đời này là đều là nhân duyên. Dù một lần gặp nhau cũng đều là duyên. Thì khi đã gặp nhau bởi chữ duyên rồi, thì chúng ta cố gắng giữ cho cái duyên đó là duyên lành. Quý vị có đồng ý không ạ? Duyên lành ở chỗ này thế này, đối với một người tu sĩ là đem giáo lý của Như Lai để mà gieo duyên lành hướng dẫn quý thiện nam tín nữ, để cho mọi người hiểu được đâu là khổ, đâu là con đường diệt khổ. Nên hôm nay quý vị về đây thì quý vị giúp thầy làm tròn sứ mạng của sứ giả Như Lai, tức là một ngôi chùa mà không có người tu thì ngôi chùa đó không có tác dụng. Dù quý vị có đôi mắt không được sáng, nhưng thầy tin rằng đã tâm quý vị sáng, tại vì quý vị đã về tại chùa. Ông bà mình có câu là thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn sáng mắt mà ông cha không thờ, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có bị thiếu kiến một chút ít, nhưng chúng ta hạnh phúc vì trong cuộc đời này chúng ta được biết đến Phật Pháp. Người ta bảo là niệm Phật một câu thì phước sanh vô lượng, mà lại Phật một lại thì tội diệt hà sa. Quý vị đã được niệm danh hiệu Phật, được trì chú, được lễ Phật, thế thì quý vị gieo duyên lành với Tam Bảo rồi. Dù có, thầy nhắc lại một lần nữa là dù như thế nào thì chúng ta phải tin nhân quả, đúng không ạ? Chúng ta hôm nay sự thật thế này, quý vị biết rằng chúng ta hôm nay sanh ra ở cảnh giới, có người sanh ra được giàu sang phú quý, có người sanh ra là bị vứt bỏ, có người sanh ra đầy đủ lục căn, mà có người sanh ra bị thiếu kiết. Nên trong kinh Phật dạy muốn biết cái quá khứ của mình như thế nào, cái nhân một quá khứ mà đã như thế nào, thì mình xem kết quả trong cái hiện tại. Mà muốn biết tương lai mình như thế nào thì xem cái nhân mình gieo trong hiện tại. Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Chúng ta luôn luôn sợ là chúng ta thọ nhận có quả báo không tốt, nhưng mà cái nhân lành thì chúng ta không chịu gieo. Nên khi nãy thầy nói thầy cảm ơn quý vị về đây và quý vị yên lặng thanh tịnh là không sao. Khi quý vị thanh tịnh thì từ thân quý vị những cái chuông điện thoại cũng không ảnh hưởng là quý vị cái định bật tắt đó. Thì quý vị thế này, hôm nay quý vị đã gieo một chút duyên lành, tức là quý vị đã về Thanh Nguyên tụng kinh niệm Phật, và ngay từ lần đầu tiên gặp quý vị thầy đã nói rõ quan điểm của thầy, tức là thầy là cầu nối để trợ duyên quý vị và hướng dẫn quý vị tu học, cũng như sẽ trợ duyên để giúp quý vị có chút vật phẩm để mà thêm phần vô trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thì một ông tu sĩ thì thầy đã nói nhiều lần là thầy không làm ra đồng tiền, thầy chỉ làm đúng theo lời dạy của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, thành Bồ Tát Đạo. Thì thầy chỉ kêu gọi những vị Phật tử có chút, có thiện tâm, người ta sẽ trợ duyên để
kiến nghị có một món quà. Riêng về phần tỉnh Thất Thanh Nguyên thì toàn bộ kinh phí đi lại của quý vị trong đạo tràng, đạo tràng ở dưới Châu Đức ở dưới Đồng Điền là đi bao nhiêu xe ạ? Ba xe đa xu ở dưới Xuyên Mộc, một xe đa xu ạ? Dạ, Phú Mỹ có đi xe không ạ? Mấy xe ạ? Hai xe ạ? Thì toàn bộ kinh phí di chuyển của quý vị thì tỉnh Thất Thanh Nguyên tài trợ hàng tháng. Quý vị về đây khóa tu buổi sáng thì quý vị về đây ăn sáng tỉnh Thất Thanh Nguyên sẽ lo, rồi ăn trưa tỉnh Thất Thanh Nguyên sẽ lo. Còn cái vận động, cái vật phẩm trợ duyên cho quý vị thì thầy xin hứa là tùy duyên, nhưng mà thầy sẽ cố gắng để có một chút kinh phí cho quý vị trong tháng đó quý vị sử dụng. Nhưng mà cái danh sách quý vị đã đăng ký của thầy cho thầy rồi đó, thì thầy nói quý vị thế này, mình phát tâm cái gì thì phải nó phải nhắc nhắc. Ví dụ một tháng, không phải là tháng này quý vị đi, quý vị ghi danh sách đăng ký rồi quý vị đi rồi tháng sau quý vị đi đâu mất thì nó không hiệu quả gì hết trơn. Một tháng mình dành một ngày để mà tu á thì tất nhiên quý vị cũng tham gia nhiều nơi, nhưng mà thầy không biết riêng tình tất thanh niên của thầy thì trước sau thầy mong rằng quý vị phải giữ tâm nó được trọn đại thì nó mới thành tựu. Thì quý vị rằng á, chúng ta cố gắng nghe hay giữ cái sự tinh tấn thì cái tịnh tài mà thầy sẽ hỗ trợ quý vị trong cái khóa tu, quý vị cứ yên tâm. Còn cái việc đi lại phương tiện thì thầy sẽ cố gắng lo đầy đủ cho quý vị. Còn quý vị cứ về đây là chúng ta phải bỏ thực khóa, tức là chúng ta trì chú để đi, rồi chúng ta phải kinh hành niệm Phật, chúng ta phải lại Phật. Tại vì chỉ có lại Phật chúng ta mới sám hối được nghiệp trước. Nhưng mà lại Phật không phải chúng ta chỉ cái ngút đầu đó, chúng ta lại với lòng chí thành chí kính. Quý vị làm được không ạ? Dạ. Nên thầy rất là mừng. Tại vì thật ra quý vị cũng như cha mẹ của thầy mà thôi. Ở trong cái cảnh giới này, tất cả chúng ta đều là thân quyến của nhau, nên chúng ta mới gặp nhau trên cuộc đời này. Thì thầy rất là trân trọng. Thầy nguyện trên mười phương chư Phật, chư Long thần hộ pháp, nếu đủ duyên thầy sẽ đồng hành đến hơi thở cuối cùng đối với quý vị. Nhưng nếu một tay thì không bao giờ vỗ lên keo, một mình thầy thì không thể gánh vác được hết tất cả. Nhưng thầy cùng với quý vị đồng tu với nhau thì tự nhiên có sự gia trì của Tam Bảo. Ở đây thầy kể cho quý vị một câu chuyện. Tỉnh Thất Thanh Nguyên thành lập năm 2008, ban đầu diện tích là 300 m². Quý vị biết Phật pháp nhiệm màu vô cùng, thầy thì ít đi ra. Nhưng mà có những vị, có một vị Phật tử quý vị biết rằng người ta 64 tuổi thì mang một cơn bệnh ung thư vú, rồi chuyển di căn sang ung thư xương. Ung thư xương là cái cô Phật tử đó cổ rất là giàu mà cổ không bao giờ tin Phật. Nhưng nhân duyên đưa đuổi sao mà thầy gặp cô đó thì thầy có khuyên cổ, tức là cổ đã hóa trị xạ trị 6 lần rồi, nhưng cái niềm tin về Phật pháp là cổ không có tin, mà cổ đôi khi cổ sanh tâm hỷ bán Tam Bảo kia, tức là cổ nói với ông thiền tu là có ăn bán. Nhưng mà phước báo của cổ sau một lần thầy gặp cổ thì thầy khuyên cổ, thầy tặng cho cổ một cái xôi chuỗi đeo trên tay á, thầy nói rằng
Cô ơi, bao nhiêu năm cô đã thi khoa học, cô đã hóa trị xạ trị 6-7 lần rồi. Nhưng một cái bệnh ung thư có khổ. Ung thư xương quý vị biết, cô nằm tại chỗ, cái nhà cô ở quận 8. Cô nằm trên lầu 3 là chỉ lấy miếng khăn che lại thôi. Là vệ sinh tại chỗ, ngồi dậy không nổi đâu. Vậy mà quý vị biết sao không? Tất cả đều là nhân duyên hết ạ. Thì khi thầy khuyên cổ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì khi thầy ra về, thầy có nói đùa một câu: ba ngày sau mình gì khỏe gì xuống chùa thầy gì chơi. Thì lúc đó diện tích của chùa thầy là chỉ có 900 mét vuông à, tới bề ngang 30 mét, bề sau 30 mét là 900 mét vuông. Thì có một người, hai người Phật tử đi cùng với thầy mới cười, mới nói đùa đùa: thầy ơi, cô này mỗi lần đút cổ ăn á, là phải đợi người lên một tí để đút cổ ăn á, mà cổ đau chịu không nổi, làm sao cổ đi xuống chùa thầy. Thì thầy cũng không trả lời, nhưng không biết như thế nào mà 3 hôm sau từ lầu 3 cổ đi xuống được lầu 1, cổ bị con trai cổ đưa xuống tỉnh thất Thanh Nguyên này. Đưa xuống tỉnh thất Thanh Nguyên này, cổ kể với thầy: thầy à, con nghe lời thầy khuyên khi đau quá, con niệm Bồ Tát Quan Thế Âm cầu cho con tay qua nạn khỏi. Rồi đêm thứ 3 cô thấy một người phụ nữ mặc màu đồ màu đen nâng cô lên khỏi giường. Tự nhiên sáng dậy, con thấy người nhẹ nhõm và con đi xuống được lần một, nước mắt con chảy. Và cổ tức tốc điều con trai út của cổ đưa xuống đây và ở lại đây một đêm. Ngày hôm sau, cổ phát nguyện mua 3 mảnh đất mặt trước đó, quý vị thấy nhé, là 3 mảnh đất, bề ngang mỗi mảnh đất là 10 mét, chiều sau 40 mét, tức là 1.200 mét vuông. Lúc đó giá trị năm đó là 1.2 tỷ, cổ cúng cho tỉnh thất Thanh Nguyên. Cái đại hồng chung này là 215 triệu của cô Phật tử đó cúng. Và cái ngôi tượng Quan Âm tự tại bên góc phải của chánh điện là của cô Phật tử đó cúng. Từ một người sân tâm không thích người tu sĩ, tại vì cổ theo một cái lý tưởng. Nhưng từ khi cổ, tức là cổ hóa trị xạ trị đã 6 lần rồi, thì cũng không thể hết, tại vì cuộc sống của cổ là chỉ có xăm và yến. Nếu cổ không có tiền thì cổ đã ra đi từ lâu. Nhưng cổ bị ung thư 20 năm, từ ung thư vú chuyển qua ung thư xương. Mà quý vị biết ung thư xương thì nó đau, nó cắn trong xương. Ví dụ giả sử chúng ta có ngứa, chúng ta gãi cái ngòi đã khó chịu rồi. Khi nhiên ung thư xương là như ngàn mũi kim chích vô trong đó, bên trong không chịu nổi. Nhiều lúc cô nói là chỉ biết ăn 3 muỗng cơm với lại nước trà đá với muối tiêu, ăn bất cứ một cách gì vô là hóa liền, tại vì hóa chất vô cơ thể quá nhiều. Vậy mà nhờ niềm tin khi đau quá, nhưng đó là do cái tốt nghiệp nhiều đời đã gieo duyên lành với Tam Bảo nên từ khi mà phát tâm thanh tịnh niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm với lòng chí thành chí kính, khi đau quá thì tự nhiên có cảm thì tất có ứng, thì cổ mới có. Thì sau 2 năm, cứ mỗi tuần cổ về đây cô ở một ngày, thì 2 năm sau là cổ rút hơi thở cuối cùng, cổ ra đi, tâm cũng thanh thản. Cô có nói một câu: 2 năm cuối đời của cô là 2 năm con thấy hạnh phúc nhất.
tại vì cái dưa cô này cổ gieo cũng không được tốt lắm, tức là cổ làm chủ tịch hợp tác xã giết mổ gia súc, mỗi chữ ký của cổ là hàng trăm con heo chết, hàng ngàn con heo chết, nên cái nhân quả không bao giờ sai. Nên chúng ta đừng chê cái việc thiện nhỏ mà chúng ta không làm, đừng nghĩ cái việc ác nhỏ mà chúng ta làm. Nên thầy và quý vị mỗi ngày chúng ta làm sao tích tụ từng chút phước một, để chúng ta gieo cái nhân để sau này chúng ta thành kết quả tốt. Quý vị có mong rằng sau này chúng ta đủ phước duyên để chúng ta sinh ra, nếu trở lại là người, chúng ta được đáng duyên phước Phật Pháp và được thanh tướng tốt đẹp không ạ? Quý vị có muốn được như vậy không ạ? Không được quý vị mà kể cả thầy nữa. Nên quý vị biết rằng mỗi ngày mỗi giờ tại tỉnh thất Thanh Nguyên này, dù cực khổ đến mấy, dù khó khăn đến mấy, dù gặp nhiều chướng duyên đến mấy, thầy cũng cố nguyện là làm sao kiến tạo ngôi Dạ Lam ngày một trang nghiêm thanh tịnh. Làm sao để mọi người về đây họ cảm giác an lạc, cảm giác được sự an lành. Giả sử mình có khổ đau, giả sử mình có nếm quả đáng như thế nào thì mình cũng chấp nhận, để rồi gieo duyên lành với chúng sanh. Không có thành công nào mà không qua sự thất bại, không có sự thành công nào mà trải đầy hoa hồng trên đường chúng ta đi. Cũng như quý vị về để các thanh nguyên tu học, tưởng rằng nó dễ dàng nhưng mà không phải dễ đâu, đúng không ạ? Nói vậy chứ hôm nay, ngày mai, tháng sau chúng ta về, rồi trước chuẩn bị thi đi thì chúng ta sẽ bị trục trặc vấn đề này vấn đề nọ. Ngày mai chúng ta đi tu, chiều hôm nay chúng ta có thể bị cảm, bị bệnh. Nếu chúng ta không chiến thắng được bản thân thì chúng ta mãi mãi là người thất bại, và chúng ta không bao giờ có kết quả lạc. Nên tinh thần của người tu Phật, tinh thần của những người tu Phật là tinh thần của những dũng sĩ. Dũng sĩ, chúng ta là những người có cái dòng máu của dũng sĩ. Dũng sĩ diệt tham, diệt sân, diệt si. Giả sử hôm nay quý vị về tỉnh Bắc Tân Nguyên, nếu quý vị được nhận được món quà lớn thì quý vị tâm quý vị đôi khi quý vị lại có một chút trở ngại đó, quý vị sẽ thấy con nghĩ thế mừng vui. Nhưng nếu quý vị về Thanh Nguyên, chúng ta nhận một món quà nhỏ nhỏ, quý vị gì hôm nay tu cả ngày mà được cái chút ít quà, cái tâm mình sanh phiền não, tức là mình để cái tâm tham nó chiếm thắng cái tâm mình, thì cái điều đó nó tổn phước vô cùng. Phước họ cái có đức thiện đạt sức mà ăn. Quý vị, thầy nói thật quý vị biết, thầy không tự tay làm ra một đồng bạc nào hết, nhưng thầy nuôi tới 31 chú tiểu từ nhỏ đến lớn, lo ăn học từ mẫu giáo đến đại học. Đêm ngày thầy trò thầy chỉ biết lại Phật tụng kinh. Quý vị cứ thử có con có cháu, quý vị thì đi nuôi một hai đứa khó không ạ? Khó không? Có. Nhưng tại sao thầy làm được? Tại vì thầy biết rằng không phải mình nuôi đâu, con của Phật, Phật lo. Mình chỉ sợ mình không tu thôi. Quý vị cứ thử tin theo lời thầy, thầy quý vị đừng nghe những gì ông Quảng An này nói, quý vị hãy thấy. Quý vị, nhà Phật là văn tư tu, mà văn là nghe, tư là suy nghĩ, rồi mới làm theo. Nếu thấy những lời thầy, nghe cũng như là lời thầy, rồi quý vị gì suy nghĩ, rồi quý vị nếu như quý vị suy nghĩ, quý vị thực hành theo mà thấy đúng, thấy sự an lạc, quý vị sẽ thực tập và quý vị sẽ đem lại kết quả tốt. Nên thầy mong rằng thầy trò mình gặp nhau đây không phải là nắm tay nhau đi xuống địa ngục, mà chúng ta phải làm sao gặp nhau đây một lần hạt, hai lần hạt, có thể vô thường thì không ai nói trước được đấy. Nhưng chúng ta gặp được nhau, khuyên nhau được một câu niệm Phật, đó là hạnh phúc vô tận. Để rồi chúng ta gặp nhau trên cái cảnh giới an lạc. Vì sanh ký là tử quy mà,
sanh là tạm, sống là tạm, chết mới quay về. Không đợi chúng ta khi cách thở chúng ta mới chết. Mỗi ngày mỗi giờ trôi qua là chúng ta chết trong từng sát na. Ngày hôm nay của quý vị, nếu như quý vị mà hỏi con cháu quý vị trước đây, những người thân quen quý vị, so với tấm hình quý vị trước đây 10 năm thì quý vị thấy như thế nào? Chắc chắn quý vị không nhận ra mình được chứ. Hoàn toàn khác xa mình với người 10 năm trước, xa lạ lắm. Để quý vị biết, để chuẩn bị cho những cái điều kiện tốt nhất để cho quý vị về đây tu, thì thầy cũng đã rất là cố gắng. Nhưng mà thầy luôn luôn khởi trong lòng cái niềm hoan hỷ, dễ dàng một ngày mình trôi qua, mình sống làm sao cho có ý nghĩa. Tại vì cơm thầy ăn là cơm của Đàn Na Tín Thí cúng dường, áo thầy mặc là áo từ Đàn Na Tín Thí cúng dường. Thầy xây dựng một ngôi chùa không phải để khoa trương với mọi người là ngôi trình đất Tây Nguyên này của ông thầy Quảng An là ngôi trình đất thế này thế nọ, mà ngôi trình đất này thầy xây dựng ra để rằng ngày hôm nay quý vị có chỗ để ngồi tu. Quý vị chỉ cần niệm Phật, quý vị chỉ cần lễ Phật, quý vị chỉ cần kinh hành thì tự nhiên tạo nên một chốn cực lạc. Nhưng nhớ rằng khi về Tây Nguyên phải nở nụ cười. Cười được không ạ? Cười được không ạ? Dạ đúng rồi. Tu mà không ơn là tù chi. Nhiều lúc có người thích thầy gặp nhiều chứ dư lắm, nhưng mà thầy kêu thôi kệ, cứ miễn cười đi. Có một bộ phim mà rất là hay, có cái câu thầy nhớ hoài: khóc cũng phải sống, mà cười cũng phải sống. Vậy tại sao chúng ta không sống mà cười, không cười mà sống, đúng không ạ? Cài khóc để chết không, đúng không ạ? Rồi thì thời gian á, thì ngày hôm nay thì xin lỗi quý vị, thầy cũng hơi mệt, tại vì cái chương trình ngày hôm qua giờ với lại công việc nó cũng hơi nhiều quá, thầy cũng hơi đuối. Nên hôm nay thầy còn mình gặp nhau đây thì chỉ chia sẻ một ít thôi, nhưng nó là tiền đề để cấp thời khóa tới chúng ta sẽ tinh tấn nghiêm túc hơn. Thầy hứa trước Tam Bảo, quý vị nào tu mỗi tháng một lần, 6 tháng đầy đủ, thầy bảo đảm thầy sẽ có quà đặc biệt. Cứ 6 tháng thầy còn tập kết một lần, vị nào xuất ra, tại vì danh sách thầy có hết rồi, làm sao chúng ta điểm danh, là thầy sẽ in phù hiệu hết, tức là quý vị về đây quý vị sẽ đeo cái tấm đó trên đó, trên cổ áo. Tại vì mình người tu mình phải có bài bản chứ không phải là đầu voi đuôi chuột đâu. Tháng đầu tiên hùng hồn 101, tháng thứ 2 80, tháng thứ 3 15 người, tháng thứ 4 5 người, vô Thanh Nguyên có 10, được tới 5 kg gạo, đi xa lát thuyền mở 5 kg gạo thôi tù chi. Quý vị về đây tôi có phải vì gạo không ạ? Không, cũng có chút chứ. Họ cái ăn mặn nó ngay mà anh xe nó dối đó, họ có chút gì đó. Có nhận quà không ạ? Có không? Có. Mình tôn Phật mình nói thật, tôn Phật mình nói thật. Nhưng mà mình biết hiểu dục và tri túc, ít muốn và biết đủ. Có 10 kg gạo nó đủ là nó đủ, mà có 50 kg gạo nó thiếu vẫn là thiếu, đúng không ạ? Nếu chúng ta nói bây giờ về Thanh Nguyên mà nhận 50 kg gạo mà về để mà giàu thì bảo đảm không bao giờ có cái chuyện đó. Mà về Thanh Nguyên nhận 5 kg gạo mà nghèo thì không bao giờ có cái chuyện đó, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất giữa thầy trò mình là cắt tay với nhau là cái gì biết không? Cái gì biết không? Đó là phải chịu tu, là tích lần lần. Đó, bây giờ quý vị nhận 5 kg gạo là quý vị đang đi vay đấy, thật đấy. Nhưng mà chúng ta vay 5 kg gạo để rồi chúng ta gửi ngân hàng 50 kg gạo ngày hôm nay chúng ta tu. Lời không? Lời 45 kg chắc chắn.
Nhưng nếu chúng ta cứ thử nghiệm vào 5kg gạo, đó là chúng ta đang vài 5kg gạo, chắc chắn một điều, kể cả thầy, cái đầu thầy cực lót ra nè, gáo thầy mà ngồi ra nè, nếu ngày hôm nay thầy ăn cơm, ngày hôm nay thầy ăn cơm, ngày hôm nay ngày ba bữa, thầy tu không tin tánh đâu, ngày ba bữa, sáng ăn đồ mì gói, trưa cơm, tại vì thầy có khoa học lắm, sáng ăn như hoàng đế, trưa ăn như thái tử, tối ăn như gã ăn mặn. Đó, bác sĩ người ta điểm mình ăn như vậy là sức khỏe tốt. Sáng mình ăn mì tiếng vua. Quý vị biết mì tiếng vua hả? Dạ biết. Trưa mình ăn cơm bức nước tương tam thái tử. Chiều mình ăn hủ tiếu. Hủ tiếu là ăn mài hủ tiếu. Đó, thực hành như vậy chúng ta thấy an lạc vô cùng. Chúng ta bằng lòng với những gì chúng ta thì có thì chúng ta thấy an lạc. Nếu chúng ta không bằng lòng, suốt đời chúng ta chỉ là một gã ăn mặn. Thầy nói thật, nên hạnh phúc nhất là thầy trò mình gặp nhau đây để là chúng ta bắt tay với nhau là tu cái đạo, tu để gom đức gom phước lại để mà sau này là nhận cái quả lành, quả tốt. Còn những cái vật đắc cách bên ngoài có cũng được, không có cũng được, tức là có thì tốt hơn, đúng không ạ? Có tốt hơn. Nên thầy sẽ cố gắng là thầy cũng sẽ vận động với Phật tử vì nào có cái tâm, tại vì Phật tử họ muốn dạy thôi. Cái đồng tiền người ta bỏ ra, thật ra quý vị biết họ cũng phải mồ hôi nước mắt, người ta cũng phải tích tụ. Rồi người ta muốn để làm gì? Người ta đi trợ duyên cho những vị quý vị để làm gì? Để người ta kiếm chút phước đấy. Rõ ràng những vị này mà nói mà với cổ mà đi cạn quà đấy, bọn cổ không kiếm phước là vô lý lắm. Nhưng mà có khôn lắm, có khôn ấy. Bỏ chút ít một chát vậy, nhưng mà cái tâm của cổ thở lòng như vậy, cái chỗ vô cực nhiều lắm. Thật đấy, Phật Pháp như vậy, khi cái tâm chúng ta thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta sẽ có lợi lạc. Nên hôm nay thầy cầu mình chỉ nói chuyện đó thôi. Các khóa tu lần tới thầy sẽ hướng dẫn quý vị từng cái phương pháp để mà tìm về đến chỗ bình yên, tức là chúng ta phải yên cái tâm, yên cái lòng. Rồi, và bây giờ thầy mời quý vị cho một tràng hớt tay.